Charles Dickens là một trong những cây bút viết văn xuất sắc của nền văn học Anh thời kỳ nữ hoàng Victoria. Với lối viết mang đậm giá trị nhân đạo, kết hợp với cách hành văn, diễn tả ngôn từ một cách chân thực. Ngòi bút của Charles không chỉ đơn thuần thể hiện lên tiếng nói nhân đạo của một con người có quá khứ cùng khổ. Ông còn chuyển hướng người đọc đến với những bức tranh màu sắc khác của xã hội Anh những năm cuối thế kỷ 19. Một khúc ca Giáng sinh vang lên trong đêm tối, bừng tỉnh những giá trị nhận thức về cuộc sống của con người. Đó là những gì mà Charles muốn gửi gắm trong tác phẩm Giáng sinh yêu thương. Khúc ca cũng là những gì từ cuộc sống của tác giả với khát vọng về những điều tốt đẹp cho tương lai. Diễn biến cốt truyện xoay quanh cuộc sống của nhân vật Ebenezer Scrooge, keo kiệt hay gắt gỏng, nóng nảy. Những cuộc ghé thăm bất ngờ của những hồn ma trong đêm Giáng sinh như hồn ma vất vưởng Jacob Marley, hồn ma Giáng sinh, quá khứ, hiện tại và tương lai đã làm chuyển biến tư tưởng, thay đổi con người của Scrooge về cách xử sự với những người xung quanh ông. Thay đổi từ một lão già keo kiệt cầu nhau sang một trái tim nhân ái, quan tâm đến mọi người. Quan trọng hơn cả là Scrooge đã có thể thốt lên những điều: tôi sẽ sống trọn quá khứ, hiện tại và tương lai. Tinh thần của ba vị thần linh sẽ sống mãi trong tôi. Tôi nhẹ như lông hồng, tôi hạnh phúc như thiên thần, tôi vui như một cậu nhỏ. Chúc mừng Giáng sinh mọi người. Hơn hết, ông đã thay đổi tính cách xấu xí của mình từ một con người ghét ai đó chúc mừng Giáng sinh. Ngay sau đấy, ông đã vui khi tự mình thốt lên câu nói ấy. Từ câu chuyện của nhân vật Scrooge, nhà văn Charles Dickens đã truyền tải đến cho người đọc những giá trị về cuộc sống có ý nghĩa, mang đậm tính nhân văn hơn bao giờ hết. Không phải tự nhiên Charles lấy bối cảnh vào mùa đông và đặc biệt là khi gần đến đêm Giáng sinh. Nhân vật chính lão Scrooge đại diện cho mùa đông lạnh lẽo, trái tim băng giá, luôn ghét việc nói chuyện với mọi người xung quanh. Khi có ai đó cố bắt chuyện với ông ta, lão đều tỏ vẻ rất là khó chịu. Ấy vậy mà ẩn sâu trong trái tim băng giá ấy luôn nhen nhóm đốm lửa của cái chân, cái thiện, cái mỹ, và nó càng bừng lên thành ngọn lửa xua tan mọi băng giá khi ông có cơ hội nhìn lại quá khứ của mình, những trang sách trong cuộc đời của ông. Giáng sinh là để dịp mọi người trao gửi yêu thương, đó là một cử chỉ giàu lòng nhân ái và tốt đẹp. Lão Scrooge là một con người có trái tim băng giá. Với ông, Giáng sinh như là một cái gì đó chỉ mang lại phiền phức và những cử chỉ tốt đẹp đều là những thứ xa xỉ. Nhưng chỉ trong một đêm ngắn, với những sự kiện mang đậm tính tâm linh và có phần diệu kỳ đã làm hoàn toàn thay đổi con người của Scrooge. Việc gặp các hồn ma trong đêm Giáng sinh và hồi tưởng lại quá khứ như là một bài học đắt giá không chỉ dành cho Scrooge mà còn cho các thế hệ độc giả. Cuốn sách thực sự là một món quà đầy ý nghĩa mà Charles Dickens muốn gửi gắm đến tất cả mọi người. Lời văn hay, cốt truyện hấp dẫn, mang nhiều màu sắc, thì đây thực sự là một tác phẩm không thể thiếu trong ngày lễ Giáng sinh. Mặc dù là một tác phẩm đã ra đời cách nay hơn một thế kỷ, song những triết lý sống đã được đại văn hào người Anh Charles Dickens gửi gắm qua tác phẩm Giáng sinh yêu thương vẫn còn vẹn nguyên giá trị cho đến thời đại ngày nay, khi những giá trị vật chất lấn át những giá trị tinh thần cao đẹp. Câu chuyện khắc họa sống động nhân vật Ebenezer Scrooge, keo kiệt, gắt gỏng, tuy nhiên đã có những chuyển biến lớn về tư tưởng, tình cảm và nhận thức về giá trị nhân bản sau cuộc ghé thăm của những vị khách siêu nhiên. Đó là những hồn ma vất vưởng Jacob Marley, hồn ma Giáng sinh quá khứ, hiện tại và tương lai. Giáng sinh yêu thương là một câu chuyện kể, một khúc ca cất lên từ trải nghiệm cuộc đời của tác giả, từ những quan sát trong cuộc sống, từ những ước vọng cao đẹp cho tương lai. Cũng chính vì thế mà A Christmas Carol, tức là Giáng sinh yêu thương, đã được xuất bản đến 2.583 lần và dịch ra 50 ngôn ngữ trên thế giới. Từng tạo nên làn sóng ảnh hưởng lớn trong việc làm sống lại những truyền thống Giáng sinh xưa của Anh quốc. Tác phẩm vừa mang đến cho bạn đọc những hình ảnh tươi sáng, vui vẻ, ấm áp và đầy sức sống. Tuy nhiên, cũng gợi nhắc lại những hình ảnh không thể nào quên của một thời kỳ tăm tối vô cảm, con người ngoi ngót vươn lên trong nỗi tuyệt vọng và buồn đau, một bản cáo trạng đối với chủ nghĩa tư bản công nghiệp thế kỷ 19. Bản thân Ebenezer Scrooge là hiện thân của mùa đông khắc nghiệt, song mùa đông nào rồi cũng phải đi qua để mùa xuân vui tươi rộn ràng, lan tràn khắp muôn nơi.
Vì vậy trái tim của Scrooge dù thật là băng giá hà khắc, nhưng trong thâm sâu vẫn le lói ngọn lửa thiện ý đầy ấm áp, mỗi lúc càng bùng lên mạnh mẽ, làm tan chảy những lớp ký ức chai lạnh khi những hồn ma giúp ông lần dở từng trang sách trong cuộc đời của mình. Giáng sinh yêu thương đã vượt qua khỏi khuôn khổ là một quyển sách dành riêng cho mùa lễ trọng hàng năm. Nó còn là lời nhắc nhở, hướng con người quay về những giá trị tinh thần cao đẹp, sống đúng theo quy luật của cuộc đời, quy luật của tình người. Cuốn sách Giáng sinh yêu thương của tác giả Charles Dickens được nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh cùng với nhà cung cấp First New ấn hành năm 2015. Sách dày 336 trang trên khổ 21cm. Chuyên mục Sách hay nên đọc xin được trân trọng giới thiệu. Chúc tất cả quý bạn đọc và gia đình có một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp, yêu thương. Xin thân ái trân trọng kính chào.